Chào các bạn, giờ chúng ta sẽ vào bài thuốc bổ âm và bổ dương. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu coi thuốc bổ âm là như thế nào và thuốc bổ dương là chúng ta sẽ bổ vào phần nào trong cơ thể. Thì mục tiêu của bài ngày hôm nay thì cái định nghĩa về thuốc bổ âm bổ dương các bạn phải nhớ. Trình bày được tính vị quy kinh công năng trụ trị. Thì cái tính vị quy kinh, nếu như mà tính vị quy kinh nó đặc trưng thì cô sẽ giới thiệu kỹ cho các bạn để cho các bạn nhớ. Còn nếu như mà nó quá là nhiều thì cô sẽ giảm tải bớt cho các bạn. Còn công năng chủ trị thì cô cũng sẽ rút gọn cho các bạn làm sao mà tóm gọn nhất, để khi mà nhắc tới cái thuốc bổ âm thì các bạn sẽ nhớ tới cái công dụng gì ngay lập tức ha. Hay là tắt đến tới thuốc bổ dương thì các bạn nhớ tới công dụng của nó là gì. Thì công dụng cô sẽ gói gọn trong vài chữ thôi, nhưng mà nếu như các bạn nắm được bài thì các bạn rất là dễ hình dung cái thuốc bổ âm và bổ dương này. Thì để trước khi tìm hiểu về thuốc bổ âm và bổ dương thì giờ chúng ta coi thử âm là phần nào trong cơ thể và dương là phần nào trong cơ thể. Thì âm là phần tân dịch, phần huyết ở trong cơ thể, còn dương là phần khí và phần thần. Vậy nếu như bình thường trong cơ thể âm dương là cân bằng với nhau, vậy nếu như vì một nguyên nhân nào đó phần tinh dịch của chúng ta mất đi, phần huyết của chúng ta mất đi, vậy là phần âm trong cơ thể chúng ta sẽ bị giảm xuống. Vậy lúc này phần dương trong cơ thể chúng ta sẽ cao hơn. Vậy là chúng ta đã bị mất cân bằng giữa âm và dương. Vậy chúng ta cần lúc này, trường hợp này thì chúng ta cần sử dụng thuốc bổ âm để phần âm cao lên trở lại. Để lúc này mình sẽ sử dụng là cái âm dương trong cơ thể chúng ta nó sẽ cân bằng trở lại. Còn trường hợp là nếu như phần dương trong cơ thể mất đi, ví dụ như phần tinh mất đi, phần thần mất đi, phần khí mất đi, thì chứng tỏ là phần dương trong cơ thể của chúng ta nó sẽ bị giảm xuống. Lúc này phần âm trong cơ thể chúng ta sẽ cao lên. Vậy lúc này chúng ta phải sử dụng những cái thuốc bổ dương để phần dương cao lên trở lại ngang bằng phần âm, để phần âm dương trong cơ thể chúng ta là cân bằng với nhau. Nếu âm dương trong cơ thể chúng ta cân bằng với nhau thì cơ thể chúng ta khỏe mạnh. Còn nếu như mà có sự mất cân bằng âm dương trong cơ thể thì lúc đó nó sẽ sinh bệnh. Vậy là tùy trường hợp, mà nếu là phần âm mất đi thì chúng ta sẽ dùng thuốc bổ âm, còn phần dương mất đi thì chúng ta sẽ dùng thuốc bổ dương. Bây giờ chúng ta sẽ vào coi thuốc bổ âm trước. Vậy thuốc bổ âm là những thuốc mà chữa bệnh gây ra do phần âm trong cơ thể bị giảm sút. Vậy phần âm trong cơ thể nãy cô nhắc tới là gì? Tân dịch và huyết. Vậy khi mà tân dịch bị hao tổn thì lúc này là chúng ta sẽ, ý là phần âm trong cơ thể chúng ta sẽ bị giảm sút, thì lúc này chúng ta phải dùng thuốc là bổ âm. Vậy khi mà phần âm trong cơ thể chúng ta giảm xuống thì phần dương trong cơ thể chúng ta sẽ trội hơn một chút, mà phần dương là chính là phần nhiệt trong cơ thể. Thì lúc này cơ thể chúng ta sẽ có cảm giác là bị hư hỏa, có nghĩa là phần nhiệt nó cao hơn nên chúng ta sẽ có cảm giác như là khô miệng, đau họng, bí tiểu hay là táo bón. Nếu như mà tình trạng đó lâu ngày thì cơ thể chúng ta sẽ bị suy kiệt. Vậy vậy chúng ta phải bổ sung phần dịch để cân bằng lại âm dương trong cơ thể. Và những thuốc bổ âm thì nó sẽ có những cái đặc điểm chung là gì? Vậy là bổ âm thì các bạn sẽ học nghĩ cái coi là phần này là học rồi nha các bạn. Cái phần âm, những cái dược liệu nào sẽ có tính âm? Thì nếu như nhớ hay không nhớ thì giờ chúng ta cũng phải học. Thì thuốc bổ âm thì những cái thuốc mà sẽ có tính âm, ví dụ như tính hàn, hàn là sẽ thuộc âm. Còn cay nóng thì sẽ thuộc dương. Vậy là các bạn sẽ biết là thuốc bổ dương sẽ có tính gì rồi, đúng không? Thuốc bổ âm sẽ có tính hàn, thì ngược lại tính thuốc bổ dương thì có sẽ tính có cay. Vì những thuốc này có tính hàn nên là chúng ta sẽ sử dụng hợp lý nha các bạn. Nếu không khi nào bổ, khi nào các bạn cần bổ âm thì mới dùng. Còn nếu như mà trường hợp chúng ta đang là âm thịnh, có nghĩa là cơ thể chúng ta đang là âm thịnh rồi, thì chúng ta sẽ không dùng thuốc có tính hàn nhiều. Có nghĩa là cơ thể chúng ta đang hàn thì không thể xảy hàn nữa, nên mình phải lưu ý mình sử dụng cho hợp lý. Và thuốc bổ âm thì không sử dụng cho người tỳ vị hư. Lý do để bổ âm thì những cái bộ phận mà dùng cho thuốc bổ âm này thường là mềm, chứa chất nhầy. Mà những cái vật mà mềm mà chứa chất nhầy thường thì khó tiêu. Như vậy tiêu hóa thì liên quan tới
tùy vị. Như vậy không sử dụng cho những người tùy vị hư là như là loét dạ dày hay là tiêu chảy hay là khó tiêu, là đường ruột của người ta đang rất yếu mà chúng ta lại sử dụng những cái khó tiêu vào, thì lúc đó thuốc không tiêu hóa được, là không bổ được phần âm mà nó còn thêm gánh nặng cho phần tỳ vị của chúng ta nữa. Nên là lưu ý dùng cô là thuốc bổ âm không dùng cho những người tỳ vị hư, vì muốn bổ âm thì là nó có sẽ có tính hàn là một, hai là thường là những bộ phận mềm và chứa chất nhầy. Còn để hát thuốc bổ thường thì sẽ có vị ngọt, vị đắng rất là khó uống đúng không các bạn? Nên là lời quý dùm cô là thuốc bổ âm thì có tính hàn và vị ngọt, không dùng cho những người có tính tỳ vị hư, và thường phối hợp với thuốc lý khí và kiện tỳ, vì mình sẽ giúp tiêu hóa tốt hơn, chống cái chống chỉ định đó. Còn những người mà yếu yếu thì mình dùng với thuốc lý khí và kiện tỳ thì lúc đó nó sẽ kích thích tiêu hóa, giúp nó chuyển hóa cái thuốc của mình tốt hơn. Vậy theo các bạn dự đoán, bộ phận dùng của những thuốc bổ âm này sẽ là bộ phận trên mặt đất hay dưới mặt đất? Thì nếu như nó là bổ âm thì nó cần phải bẩm thụ những tiết tấu âm đúng không các bạn? Nên đa phần các bộ phận dùng của thuốc bổ âm sẽ là phần dưới mặt đất. Vậy các bạn dự đoán xem các thuốc bổ dương thì là bộ phận nào trên mặt đất? Tí nữa qua phần bổ dương cô sẽ trả lời câu hỏi này. Rồi, ngoài cái là cô mới nói xong về tính vị, việc chống chỉ định có nghĩa là không dùng cho trường hợp nào, vậy thuốc bổ âm thì nên dùng cho trường hợp nào để ra tác dụng gì? Thì nó phải có tác dụng là dưỡng vị sinh tân. Vì sao bổ âm là sao? Phần âm hư là khi nào? Âm hư khi phần tinh dịch trong cơ thể mất đi. Vậy thuốc bổ âm là mình phải bổ vào phần âm trong cơ thể, là phải bổ vào phần tinh dịch. Vậy nó phải là dưỡng vị sinh tân, thanh nhiệt chỉ khác. Ngoài ra các thuốc bổ âm đều là làm tăng tinh dịch. Đối với phần đại cương về thuốc bổ âm thì các bạn chỉ cần nhớ như vậy cho cô. Thứ nhất, định nghĩa thuốc bổ âm. Thuốc bổ âm là như thế nào? Là những thuốc dùng cho những cái phần âm trong cơ thể bị giảm sút, là do phần tân dịch giảm sút. Lúc này thì cơ thể chúng ta sẽ là hơi nhiệt, lúc đó nó cảm giác như là khô miệng, bí tiểu, táo bón. Vậy những cái thuốc bổ âm thì phải có tính hàn, vị ngọt để dập tắt lại những cái cô mới nêu ra trước. Và những cái thuốc bổ âm thường có đặc điểm nữa là bộ phận mềm chứa chất nhầy và không dùng cho trường những người tỳ vị hư vì nó rất là khó tiêu hóa. Còn công năng chủ trị chính của nó là dưỡng vị sinh thân, thanh nhiệt chỉ khác, và tóm lại là làm sinh tân dịch. Các bạn chỉ cần nhớ cái ý đó là các bạn sẽ nắm được bài bổ âm này. Về các dược liệu về thuốc bổ âm, các dược liệu về thuốc bổ âm thì chúng ta sẽ học những dược liệu có tên có chữ màu đỏ, còn chúng ta là chữ màu xanh thì bỏ qua. Ví dụ như chúng ta sẽ học là hoàng tinh, thiên môn đông, bạch môn, sa sâm, câu kỵ tử, thạch thọc và thục địa, thì đa phần cái này sẽ bộ phận dùng là dưới mặt đất, trừ câu kỵ tử, thạch thọc là bộ phận trên mặt đất, còn những bộ phận còn lại là dưới mặt đất. Giờ chúng ta sẽ đi lần lượt từng vị một. Đầu tiên là hoàng tinh thì bộ phận dùng là cũ, thì tất nhiên nó sẽ là dưới mặt đất. Mình thấy công năng chủ trị chính của nó sẽ là nhận phế sinh tân dịch và bổ huyết. Vậy tân dịch mất đi là mất tân dịch mà mất huyết, vậy muốn bổ âm thì phải bổ vào hai phần đó, thì nó sẽ nhận phế sinh tân dịch và bổ huyết. Lưu ý cái hoàng tinh này khác cái củ dông mà chúng ta luộc ăn nha. Hàng ngày á, ăn á, củ dông hay là củ mình tinh á, thì khác với củ hoàng tinh này nha các bạn. Hai là thiên mô đông. Rồi các bạn thấy cây nào quen không ạ? Cây này các bạn sẽ gặp ở tiệm cà phê nhiều, và mình thấy là người ta sẽ treo ở các tiệm cà phê cho đẹp, và mình thấy là nó sẽ treo ngoài nắng hay trong bóng râm. Đúng rồi, cái cây này thì các bạn sẽ thấy là người ta sẽ treo trong bóng râm, và thường người ta sẽ xịt hơi nước cho nó nữa để cho nó ẩm, thì mình sẽ thấy những vị trí như vậy cây nó sẽ phát triển tốt, xanh tốt. Còn mọi quán cà phê nào các bạn thấy nó treo ngoài nắng và các bạn sẽ thấy lá nó ngã ngã sang vàng, vậy mình sẽ thấy điều kiện thuận lợi cho cây phát triển là những cái mà thuộc về lạnh, ẩm ướt, đúng không ạ? Thì những cái đó sẽ là thuộc về phần âm đó. Mình thấy là những cây mà thuốc bổ âm thường nó sẽ trồng ở những nơi mà nó sẽ bẩm thụ nhiều tính âm, như là ẩm ướt, đất thì mềm,
nha, chứ không phải là đất khô cằn. Đất khô cằn là cái loại gỗ khác rồi, đất phải mềm, nó ẩm ướt như bóng râm. Cái này thì bộ phận dùng của mình cũng là cũ, và công năng chủ trị chính của mình cũng là dưỡng vị sinh tân và dưỡng tâm âm. Kiên kỵ là những người tỳ vị hư hàn, giống như kỳ tỳ vị hư. Tỳ vị hư hàn là sao? Có nghĩa là phần hàn trong đó nó đang nhiều thì không thể mình sử dụng thêm cái thuốc nó tính hàn hơn nữa, vì những thuốc bổ âm là có tính hàn nên mình không thể sử dụng những thuốc bổ âm nào nữa ha. Rồi mạch môn thì mình cũng thấy cây này cũng trồng ở dưới đất nơi ẩm ướt. Bộ phận dùng cũng là cũ, công năng chủ trị chính của nó cũng là dưỡng vị sinh tân và dưỡng tâm âm. Ngoài ra có tác dụng là dọn phế và trị ho. Trong các bài giờ trị ho có mạch môn với thiên môn rất là nhiều ha. Sa sâm thì cây này thật ra cô cũng chưa thấy cây này. Cây này là vị thuốc nhập từ Trung Quốc về, nhập về phía Bắc đó. Trung Quốc nó hay kỳ thị chúng ta nhập về phía Bắc về. Bộ phận dùng của sa sâm cũng là rễ, thì công năng chủ trị chính của nó cũng là dưỡng âm thanh phế, dưỡng vị sinh tinh dịch, nhuận tràng thông tiện. Thì cái nào mà cứ thấy dưỡng vị sinh tinh dịch thì các bạn cứ nghĩ tới thuốc bổ âm ha. Tiếp tới là câu kỵ tử, cái này quen không ạ? Hình ảnh này chắc các bạn quen hơn nhiều, hay thấy trong cái lẩu dê hay là các loại lẩu mình hay thấy, hoặc là trong các vị thuốc bắc mình hay thấy loại này. Thì nó bổ âm, nó có một chút nhẹ bổ dương, mình thấy nó có màu sáng đỏ, những chút chút nhẹ sang dương ha. Rồi cái này thì nếm nếm thì nó cũng vị ngọt mà vị hơi chua chua nhẹ nữa. Thì cái này nên là nó ngoài các tác dụng là sinh tân dịch trị khác, thì nó còn có tác dụng là bổ can thận, dưỡng huyết sáng mắt. Thì để nhớ cái huyết sáng mắt này thì các bạn có thể nhớ là cái câu kỵ tử là cái quả mà nó có màu đỏ. Màu đỏ thì chứa nhiều vitamin A, và vitamin A thì tác dụng là bổ mắt. Các bạn học thêm, ngoài cái bổ âm là sinh tân chỉ khác thì nó có thêm một cái là dưỡng huyết sáng mắt. Tiếp thạch học, thạch học nghe cái tên là lạ nhưng các bạn nhìn hình thấy quen không? Đó là cây lan. Thạch học đến là thân của cây lan. Vậy cái cây này cũng vậy, nó là thuốc bổ âm, và các bạn thấy là nó cũng sẽ trồng ở nơi là ẩm ướt mát mẻ nhiều bóng râm. Không ai trồng cây lan ở ngoài phơi ngoài nắng hết. Lúc đó cây lan là các bạn nhìn nó sẽ rất cằn cỗi, không có mướt mát gì hết, vì đó là không phải là điều trị cần lợi của nó. Nhưng các bạn để trong mát, thường thường xịt ở hay ẩm trên đó thì mình thấy cây nó sẽ rất là tươi tốt. Rồi thạch học bộ phận dùng sẽ là thân, thì công năng chủ trị của nó cũng là thanh nhiệt sinh tân chỉ khác. Và không người cho người là tỳ vị dương hư thấp trệ. Tỳ vị dương hư có nghĩa là phần dương trong cơ thể, phần dương của tỳ vị nó đang thấp, mà có nghĩa là phần âm chúng ta đang cao thì không thể dùng thuốc bổ âm vào nữa. Thật ra cái kiên kỵ này các bạn chỉ cần nhớ nó là âm dương trong cơ thể cân bằng, cái phần nào đang thấp thì bổ sung cái phần đó, còn phần nào đang cao thì không bổ sung thêm vào. Ví dụ như dương hư có nghĩa là dương thấp thì đồng nghĩa với việc âm đang cao thì không thể dùng thuốc bổ âm nữa. Hầu như là hồi nãy là tùy vị hư hàn, có nghĩa là phần hàn đang cao thì chúng ta không thể thêm thuốc hàn vào nữa, cứ như vậy ha. Còn cái từ ngữ nó sẽ thay đổi, miễn sao các bạn đọc được từ ngữ các bạn hiểu nó đang ở ý nào. Tiếp tục địa là nãy trong bài chế biến thuốc thì cô có dạy rồi, cái này nó sẽ là có tác dụng là bổ huyết. Giới thiệu cho các bạn một vài thuốc về thuốc bổ âm, là sa sâm mạch đông thang. Rồi nghe cái tên là biết cái mạch vị thuốc chính ở đây là sa sâm và mạch môn là hai vị thuốc chính trong này. Thì bài thuốc này thì đa phần là thuốc bổ âm, có thêm cam thảo, các vị thuốc bổ âm có thêm cam thảo là dùng để là dẫn thuốc vào các kinh mạch ha. Vì cam thảo là có vị ngọt là một, hai là nó sẽ dẫn thuốc vào 12 kinh nên nó sẽ dẫn thuốc vào tốt hơn. Thì tác dụng của cái vị bài thuốc sa sâm mạch đông thang này là này, thanh dưỡng phế âm và sinh tân dưỡng táo, nghĩa là sinh tân dịch, thanh dưỡng phế âm. Thì ở đây cô sẽ giải thích một chút về phế âm và phế dương. Phế có hai loại là phế âm và phế dương.
âm dương luôn cơ, mang tính chất tương đối. À, một tạng, tạng là thuộc về phần dương, à, nhưng mà nếu trong cái tạng là phế thì có cái âm ở phía dương, thì cái nào mà liên quan tới thực thể của phế thì nó sẽ thuộc phế âm, còn nếu cái nào mà liên quan tới công năng của phế thì sẽ thành phế dương. Ví dụ như cái lá phổi của chúng ta thì nó sẽ là phế âm vì nó là thực thể. Còn nếu như mà liên quan với công năng của cái phế, ví dụ như nếu như các bạn về bị hen phế quản, có nghĩa là chúng ta lưu thông khí không tốt, thì nó sẽ liên quan tới chức năng vận hóa của phế thì nó sẽ là phụ phế dương. Và nếu như các ở đây là dưỡng thanh dưỡng phế âm thì nó sẽ liên quan đến cái bệnh về phế âm như bệnh lao. Bệnh lao là vi khuẩn lao nó đang tấn công cái lá phổi và nó sẽ gây tổn thương phổi, thì lúc này mình sẽ thuộc là phế âm thì mình sẽ dùng cái bài thuốc bổ âm. Hay là viêm phế quản thì nó cũng sẽ liên quan tới cái phần thực thể. Hay là phần ung thư phổi thì cũng liên quan tới thực thể của phổi, thì nó sẽ là thuộc phế âm, thì mình sẽ dùng những bài thuốc là thuốc bổ âm. Một bài thuốc bổ âm khác như là thuộc địa quy bản chi mẫu và hàng hóa thì nó cũng có tác dụng là bổ âm. Thì đó là toàn bộ về bài thuốc bổ âm. Giờ chúng ta sẽ đi vào bài thuốc bổ dương. Vậy bổ âm thì dùng cho những chứng âm hư, vậy bổ dương thì sẽ dùng cho những chứng dương hư. Vậy dương hư là những bệnh như thế nào? Chữ các bệnh do hưng phấn thần kinh suy giảm là liên quan tới phần thần dương, thần chị em chậm phát dục là liên quan tới phần tinh. Thì phần tinh ngoài chị em chậm phát dục thì còn nhiều cái khác nữa. Bạn hen phế quản mãn tính thể hư hàn thì lúc này mình sẽ thấy là phần hen phế quản mãn tính là liên quan tới chức năng vận hóa thì nó sẽ thành phế dương. Bệnh thoái hóa khớp hoặc là đau khớp thì nó sẽ liên quan tới là chức năng của can. Của can là do can chủ gân cơ, chủ cân, can chủ cân, như các bạn nên là sẽ liên quan tới các dịch bao khớp, nên là đau khớp, thoái hóa khớp lâu ngày thì mình cần là thuốc nó bổ vào can. Còn nếu như mà liên quan tới phần tinh thì thuốc nó bổ vào thận. Nên cái thuốc bổ dương chủ yếu là quy hai kinh là kinh can và kinh thận, và tác dụng chủ yếu của nó là ôn thận tráng dương, có nghĩa là nó sẽ làm ấm cái thận lên. Ôn là ấm cái thận lên, tráng là phần cường tráng cái phần dương trong cơ thể lên. Vì khi mà âm dương trong cơ thể đang cân bằng, nếu như mà phần dương cũng thể thấp xuống thì chứng tỏ là phần âm nó sẽ trội lên, thì lúc đó nó sẽ làm âm là liên quan tới hàn, thì nó sẽ làm hàn các tạng trong cơ thể. Vậy chúng ta nếu liên quan phần tinh chẳng hạn thì muốn thuốc bổ dương thì nó sẽ làm ôn, làm ấm cái thận lại và mạnh cái phần dương lên. Nó có bổ thận dương, rồi bổ khí, an thần, mạnh gân cốt, là đó là thuốc bổ dương. Vậy thuốc bổ dương thì mình sẽ dự đoán coi nó sẽ còn là vị hàn nữa không. Nếu không, nó sẽ là vị cay, ngọt và tính ấm. Muốn bổ dương thì phải những cái dương nó phải liên quan nó mới bổ vào được. Và thuốc bổ âm là thuốc bổ dương thì không sử dụng cho người âm hư sinh nọc dược, tinh dịch giảm sút. Khi mà tinh dịch giảm sút có nghĩa là phần âm trong cơ thể đã thấp rồi, phần dương trong cơ thể cao hơn rồi, thì chúng ta không thể nào sử dụng thuốc bổ dương được. Giống như âm hư sinh nội nhiệt có nghĩa là phần âm trong cơ thể đang thấp, phần dương nó sẽ trội lên, có nghĩa là cơ thể nó đang nhiệt, thì không thể sử dụng thuốc bổ dương được. Vì thuốc bổ dương là có tính nhiều vị cay ngọt tính ấm đó. Nên các bạn lưu ý giúp cô như vậy ha. Slide này quan trọng, các bạn cần phải học kỹ cái slide này. Và nhắc lại một lần nữa là thuốc bổ dương thì không dùng cho những người âm hư sinh nội nhiệt hay là tinh dịch giảm sút. Thường là sẽ có vị cay ngọt tính ấm. Quy kinh là hai chính, hai kinh là can và thận. Và tác dụng chủ yếu là ôn thận tráng dương, bổ thận mạnh gân cốt. Rồi, bây giờ là một vài thuốc
vị thuốc bổ dương mà chúng ta sẽ tìm hiểu là có ba kích cẩu tích độ trọng tục đoạn tắc kè cốt tai bổ thỏ thi tử dâm diêu hoắc và hải mã. Ở đây có tắc kè là các bạn ai cũng biết rồi ha, biết bộ phận dùng rồi, công dụng này, cái công năng chữa trị chính của cái thuốc bổ dương các bạn đưa vào là đúng. Hải mã là con cá ngựa. Vậy những là trong những cái vị thuốc này có hai vị thuốc không phải là thực vật là tắc kè và hải mã, và còn lại là đều là thuốc có vị thuốc được từ thực vật. Thì khi như nãy chúng ta dự đoán, thuốc bổ âm là những cái phần mà dưới mặt đất, thường là rễ hoặc thân rễ, và còn thuốc bổ dương là phần ở trên mặt đất. Thì chúng phần trên mặt đất thường thì chúng ta sẽ nghĩ đến lá cành và hoa, đúng không? Giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu coi thử đúng là như vậy không, đời có như mơ không, có nghĩa là có điều như chúng ta tưởng tượng hay không. Đầu tiên là ba kích, rồi mình thấy là dự đoán trên mặt đất không phải, rồi mình thấy là nó một phần dùng là rễ, nhưng mà các bạn quan sát cái trường đạn thì mình thấy là nó hơi khô cứng, khô cằn, đúng không? Thì đó, dương đó là rễ đó, nhưng mà nó cứng và khô cằn, nó không như các mình thấy mạch môn như nãy, mạch môn như nãy nó rất là mềm dẻo, còn cái này thì nó lại cứng, khác nhau như các bạn đều là rễ nhưng mà bản chất nó sẽ khác nhau. Công năng chủ trị chính của nó là bổ thận dương, mạnh gân cốt. Ở đây mình thấy giải kim kỵ là người âm hư quả thịt, đại tiện bi táo. Nó dùng không giống từ ngữ giống slide trước nhưng mà cái hàm ý là như nhau. Có nghĩa là thuốc bổ dương có nghĩa thì không sử dụng trong những trường hợp cơ thể nó đang dương. Ví dụ như đại tiện bi táo là cơ thể nó đang nhiệt rồi, chứng tỏ là phần dương đang cao. Âm hư chứng tỏ là phần dương cao thì không thể sử dụng thuốc bổ dương trong những trường hợp này được. Cẩu tích. Rồi, ở bộ phận dùng ở đây mình cũng thấy là phần rễ. Cẩu là con chó, tích là cái lưng của con chó. Thì cái cây này á, là cái cây ký sinh trên cây khác, thường là ký sinh trên những cây thân cổ cao ở phía trên. Người ta nhìn ra, người ta thấy giống lưng của con chó. Người ta đang thấy đây, nó có những cái gai 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 giống như cái xương sống của con chó, nên nó có tên là cẩu tích. Rồi, dự đoán nó là bộ phận dùng là dưới mặt, trên mặt đất nhưng mà lại thấy thân rễ. Thì mình thấy cây này bộ phận này là thân rễ, nhưng thân rễ này lại nằm ở trên mặt đất, vì cây này là cây ký sinh trên cây cao của cây khác nên nó luôn luôn ở phía trên cao, và nó sẽ bấm thụ như là nắng gió là những cái dương, nên nó nằm trong thuốc bổ dương đó. Các bạn nếu học máu tính tương quan là các bạn sẽ dễ nhớ bài hơn. Rồi, công năng chủ trị chính của nó là bổ thận, bổ can thận, mạch gân cốt. Còn quy kinh thì là quy chủ yếu là can thận rồi. Tiếp độ trọng. Độ trọng là vỏ thân cây. Thì mình thấy nó giống như da rắn, là khi người ta đập dịch kéo ra thì nó có sự tơ như là da rắn. Thì trong các vị thuốc mình sẽ hay thấy cái vị độ trọng này, rất là dễ nhận biết vị độ trọng này, nhìn mà tơ tơ như da rắn là mình biết là vị độ trọng. Thì công năng chủ trị chính của nó là bổ can thận, mạch gân cốt và an thai. Ở đây mình thấy kiên kỵ là người thận hỏa vương thịnh, có nghĩa là hỏa là thuộc về dương, có nghĩa là dương này đang thịnh rồi thì không thể dùng thuốc bổ âm được. Tục đoạn là bộ phận dùng cũng là rễ dưới mặt đất, thì mình thấy cái rễ này cũng vậy, giống cái ban đầu đó ha, là nó sẽ khô cứng chứ nó không có sự mềm dẻo như là mạch môn với thiên môn của thuốc bổ âm. Thì công năng chủ trị chính của nó là bổ gan thận, mạch gân cốt. Tắc kè thì theo các bạn bộ phận dùng trên con tắc kè này cái nào quý nhất, các bạn tự tìm hiểu coi cái phần nào trên tắc kè quý nhất, và sau khi mất bộ phận đó đi thì con trên cái giá trị của con tắc kè này giảm đi rất là nhiều. Ví dụ bình thường các bạn có 1 triệu nhưng bây giờ chỉ còn 500 ngàn, nhưng mà mất bộ phận đó đi, các bạn tự tìm hiểu xem ha. Cô không nói cho các bạn biết đâu, các bạn tự tìm hiểu thì các bạn sẽ thấy thú vị hơn. Thì tắc kè này cũng công năng chủ trị nó chính của nó là bổ phế, bổ thận tích tinh, bổ thần kinh. Tiếp cốt tái bổ. Thì cốt tái bổ thì cũng giống như cẩu tích, thì nó sẽ là cây ký sinh trên những cây gỗ cao, nên là bộ phận dùng của nó là thân rễ, nhưng mà cái thân rễ này là ở trên mặt đất, bẩm thụ những tính dương như là nắng, là phải diệt, diệt là một phần dương. Rồi công năng chủ trị chính của nó là bổ thận, bổ gân cốt.
Kiên kỵ mình thấy là người thuận dương cường vi tạo, thì mình thấy là cái từ ngữ nó thay đổi rất là nhiều, lúc thì hỏa tâm hỏa, lúc thì thật hỏa, lúc thì thuận dương cường, nhưng mà mình cứ đọc vô cái từ ngữ mình thấy nó là hỏa, nó là dương cường, nó là biến táo, thì chứng tỏ là phần dương trong cơ nó đang cao. Dương cao thì không thể dùng thuốc bổ dương, chỉ đơn giản vậy thôi. Tiếp thọ tư tử, thọ tư tử nó giống với cậu kỵ tử khi nãy là một câu kỵ tử nãy là một phần dương là hỏa, và có tác dụng là ngoài cái tác dụng bổ âm thì nó còn là sáng mắt. Thì ở đây cục thọ tư tử thì bộ phận dùng của nó sẽ là hạt, và nó cũng có tác dụng là bổ can sáng mắt. Và ở đây cái bộ phận này là hạt của dây tơ hồng. Thì mình thấy dây tơ hồng nhưng mà nó không có màu hồng ha, chương trình nhanh nhanh như chớp nhỉ. Có hỏi câu này, dây tơ hồng thì có màu gì? Xin thưa các bạn, nó có màu vàng hay không có màu hồng gì các bạn? Các bạn trả lời là nó có màu hồng là được, các bạn sẽ bị tụt cái ghế xuống. Rồi thuốc bộ nhớ giùm cô, thọ ti tử bộ phận dùng là thì ngoài có tác dụng là làm ấm thận tráng dương thì nó còn có tác dụng là bổ can sáng mắt. Tiếp dâm dương hoắc, nghe cái tên thì thấy nó hơi kỳ kỳ ha, dâm dương hoắc, dương là con dê thì hoắc là đen. Thì có một câu chuyện như sau, thì có một cái đàn dê của người chăn dê có hai đàn, một đàn thì thường xuyên lên núi để ăn, còn một đàn chỉ ăn lông quanh ở trong nhà. Thì thấy những cái con dê đực mà của cái đàn mà thường xuyên đi lên núi á, thì về rất là khỏe mà duy trì nội giống rất là tốt, có nghĩa là mấy con dê cái đó sinh sành sạch sành sạch sành sạch à. Còn mà cái con mà lanh quanh trong nhà thì lại thấy nó yếu yếu hơn con kia một chút. Thì người ta sau đó người ta sẽ đi tìm hiểu nguyên nhân vì sao là như vậy, có sự khác biệt như vậy, có phải là do ăn uống hay không. Thì người ta mới theo chân cái con dê đi lên núi, thì thấy nó thường xuyên ăn cái lá này, nên người ta mới đặt cái tên là dâm dư hoắc, vì vậy do con dê nó hay ăn về nó dâm hơn, nên là cái từ dâm này nó có nhiều ý nghĩa nha các bạn. Rồi tiếp, vì tính vị của nó thì nó bị cay tính ấm và quy kinh là can thận, công năng chữa trị của nó là ôn thận tráng dương. Hạ mã con cá ngựa, thì cái con cá ngựa này ngoài cái tác dụng là ôn thận tráng dương thì nó còn có bổ khí tăng sức đề kháng cho cơ thể. Cô thấy các bạn nam hay mua này về ngâm rượu uống nè. Những cái mình nhắc tới nãy giờ chắc có nhiều bạn nam hay mua về này về ngâm rượu uống đó. Rồi bài thuốc bổ thận tráng dương, thì trong cái bài thuốc bổ thận tráng dương này thì không phải tất cả các vị thuốc đều là thuốc bổ dương, mà trong đó sẽ có những vị thuốc bổ âm để cân bằng. Tại khi mà thuốc bổ dương thì nó có vị cay tính ấm, mà khi sử dụng lâu dài thì nó rất là dễ bị nhiệt trong cơ thể. Tuy là nhiệt đang thấp đó, nhưng bổ sung thêm vào nhưng rất là bị nhiệt trong cơ thể, nên cần có những cái vị thuốc bổ âm ở trong cái bài thuốc bổ dương để cân bằng âm dương lại. Các bạn tìm hiểu cho cô trong cái bài thuốc, trong cái vị thuốc này đâu là vị thuốc bổ âm, rồi các bạn sẽ trả lời cho phần bài tập cho cô sẽ hỏi cho phần quay à phần quiz. Rồi bài thuốc này thì có chữa là thận dương hư di tinh và tiệt dương. Cho phần bài tập thì cô sẽ đưa ra bài thuốc này, hỏi đâu là bài thuốc, đâu là vị thuốc bổ dương, đâu là vị thuốc bổ âm. Bài bát vị hoàng này cũng là một bài thuốc là bổ dương, nhưng mình sẽ thấy thục địa sơn thù hoài dương phục linh trạch tả đều là những cái vị thuốc bổ âm, chỉ có quế nhục và phục tụy chế là bổ dương. Nhưng mà thấy liều lượng ở đây xài như nào rất ít so với những cái thuốc bổ âm trên kia, nhưng đây lại là bài thuốc bổ dương. Lý do vì sao vậy? Vì quế nhục và cái phục tụy chế thì nó có tính nhiệt rất cao, nên mình chỉ cần sử dụng liều lượng nhỏ là mình đã đủ đưa cái phần nhiệt hay là đưa cái phần dương
vào trong sâu cơ thể rồi, chúng ta không cần phải sử dụng quá nhiều. Thì bài thuốc này thì sử dụng trong trường hợp là đau lưng mỏi gối, chân tay tê lạnh, bài liệt co rút phù thủng, tiểu tiện không thông hoặc là tiểu quá nhiều, là bác vị hoàng sử dụng trong những trường hợp như vậy. Và tóm lại, thuốc bổ âm và thuốc bổ dương là những vị thuốc bổ vào những phần thiếu. Âm thiếu thì dùng thuốc bổ âm, dương thiếu thì dùng thuốc bổ dương. Rồi các bạn, về tóm lại là mình cần học cái gì đối với thuốc bổ âm bổ dương này? Thứ nhất, định nghĩa khá đơn giản rồi, có nghĩa là bổ âm thì bổ vào phần âm trong thể, là trường hợp là âm hư hay âm giảm sút. Vậy âm giảm sút là cái gì giảm sút? Muốn bổ sung như vậy thì tính và vị của vị thuốc đó là gì? Và không dùng trong trường hợp nào là những cái ý chính mà chúng ta cũng phải học về thuốc bổ âm và bổ dương này. Rồi, xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.